Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh ở đầu đường băng 29L của sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là lần đầu tiên mình quay máy bay cất cánh ở góc này. Và một ngày hiếm hoi mà sân bay đổi đầu cất hạ cánh. Các máy bay sẽ cất cánh từ phía đông và bay về phía tây. Với góc máy này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ máy bay rời khỏi mặt đường băng. Mặc dù hiện tại thì hình ảnh hơi bị hít do nhiệt độ trên mặt đường băng. Đường băng bê tông sẽ hấp thụ ánh nắng mặt trời, khiến cho lớp không khí trên mặt đường băng bị làm nóng lên rất nhiều. Và hình ảnh khi truyền qua lớp không khí này sẽ bị biến dạng. Chiếc máy bay đang rời khỏi mặt đường băng. Đây là một chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Vietjet Air. Ngay khi máy bay rời khỏi mặt đường băng thì hình ảnh đã trở nên sắc nét trở lại. Thậm chí có thể nhìn thấy một chiếc máy bay từ đằng xa đang tiếp cận để hạ cánh. Và đây chính là chiếc máy bay đang hạ cánh. Có vẻ là một chiếc Boeing 787-9 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này đang hạ cánh xuống đầu đường băng 29R. Hiện tại thì sân bay Nội Bài đã được trang bị hệ thống IOS, hệ thống vô tuyến hỗ trợ máy bay hạ cánh ở cả hai đầu đường băng 11 và 29. Có thể thấy trên hình là các anten localizer, một trong hai thành phần của hệ thống IOS của đường băng 29L. Và bây giờ là một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh ở đầu đường băng 29L. Khoảng cách khá xa và hình ảnh lại bị hít nên mình chưa nhận ra đây là máy bay của hãng hàng không nào. Chiếc máy bay đang rời khỏi mặt đường băng 29L. Đây là khoảnh khắc đáng giá nhất của góc quay này. Và phải chờ sân bay đổi đầu cất hạ cánh thì mới có thể ghi hình được. Có vẻ đây là một chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Viettravel Airlines. Trong khi đó thì chiếc Boeing 787 vừa hạ cánh của Vietnam Airlines đã băng qua đường băng cất cánh để vào bãi đỗ. Ở phía đầu đường băng 29L, một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines đang tiến vào điểm dừng chờ lệnh cất cánh. Trong khi đó thì một chiếc A321neo của hãng hàng không Vietjet Air đang được xe lai dắt kéo đi. Có lẽ là để chuyển bãi khai thác. Chiếc A350 đã thẳng hướng về đường băng, sẵn sàng để cất cánh. Tuy nhiên nó còn phải chờ một chiếc máy bay khác hạ cánh xuống đầu đường băng 29R thì mới có thể cất cánh. Nhìn ống gió trên sân bay thì cũng có thể thấy gió đang thổi từ hướng Tây sang hướng Đông. Các máy bay sẽ cất hạ cánh ngược chiều với hướng gió. Đó là lý do mà sân bay đổi đầu cất hạ cánh. Chiếc máy bay đang hạ cánh có vẻ là máy bay của hãng China Southern Airlines, hàng không phương Nam Trung Quốc.
Bây giờ thì chiếc A350 của Vietnam Airlines đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Chúng ta cùng chờ xem khoảnh khắc chiếc máy bay này rời khỏi mặt đường băng. Máy bay đã cất mũi lên. Rất đẹp phải không các bạn? Máy bay vừa hạ cánh là một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Cessna Southern Airlines. Và có vẻ thêm một chiếc 737 nữa đang hạ cánh. Máy bay vừa hạ cánh là một chiếc 737-800 của hãng Simon Air, cũng là một hãng hàng không của Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem pha hạ cánh xuống đầu đường băng 29R của một chiếc Airbus A330 hãng hàng không Vietjet Air. Trong khi chiếc A330 đang hạ cánh thì một chiếc máy bay khác đã chờ sẵn ở đầu đường băng cất cánh. Chiếc Airbus A330 của hãng Vietjet Air đã hạ cánh xuống đầu đường băng 29R. Và bây giờ sẽ tới lượt chiếc máy bay đang đậu ở đầu đường băng 29L chạy đà cất cánh. Một chiếc Airbus A321 được sơn màu sơn chủ đạo là màu trắng. Đây là máy bay của hãng China Eastern Airlines, cũng là một hãng hàng không của Trung Quốc. Và đây là pha cất cánh của một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines.
cất cánh của chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng China Southern Airlines. Các bạn thấy góc quay máy bay cất cánh này như thế nào? Xin comment ý kiến ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.